Xin chào bạn, tôi là trang web phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Cinema 4D ha. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tới cái công cụ tiếp theo là công cụ Blend Curve, là cắt mặt đây. Thì đầu tiên tôi chọn, tôi tạo một cái đối tượng đi thì nó mới xuất hiện cái lệnh này. Giống như mọi khi tôi sẽ tạo một cái khối hợp như thế này. Rồi, sau đó tôi nhấn phím C, chuyển sang Polygon Offset. Rồi, sau đó. Thì cái lệnh này, view này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lệnh, cái lệnh thứ hai nè. Video trước hướng dẫn các bạn cái lệnh Line Cut rồi, là phím tắt là KK. Rồi tiếp tay video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tới cái lệnh Line Cut, phím tắt là KG ha. KG á. Rồi. Lệnh Line Cut này giờ tiếng dịch tiếng Việt Line Cut là cắt cái mặt phẳng thôi ha, lúc vô đây. Thì bạn sẽ thấy qua cái phần thuộc tính nè, rất là đơn giản thôi, không khó. Phần thuộc tính đây thì cắt cái mặt này á thì tôi để cái chế độ đầu tiên đó nè. Thì trong đây thì bạn sẽ lưu ý tới cái đầu tiên là cái này đi. Rồi đây là mặc định, tôi để mặc định của cái phần mềm trước. Thì đầu tiên mình sẽ thấy là cái mặc định của phần mềm, cái chỗ Blend Mode này nè, là cái gì? Blend Mode này chính là cái chế độ Free, nghĩa là bạn sẽ cắt tùy ý ha. Tôi sẽ chọn cắt tùy ý trước. Rồi còn chế độ Mode ở đây thì nó tương tự như tôi vừa hướng dẫn các bạn cái công cụ Line Cut gì đó. Đây nó cũng sẽ có bốn chế độ, là một là bạn sẽ cắt. Cắt là chúng ta sẽ là cắt cut on nè, có nghĩa là chúng ta chỉ là cắt cái đường lưới thôi. Còn cái clip clip này là các bạn sẽ cắt đứt lìa hai cái đối tượng ra luôn ha. Tương tự như cái lệnh Line Cut này nè, cái phần mà mod này. Còn chế độ này là cắt xong số một cái phần đỉnh. Còn Remove Pape là cắt xong cái nó số phần đáy ha. Tương tự như cái lệnh Line Cut thôi. Thì rồi tôi sẽ hướng dẫn bạn cái phần Cut On, nghĩa là chỉ cắt cái đường lưới thôi chứ không có xóa, không có xóa cái mặt ha. Rồi Cut On. Thì hiện tại tôi đang để chế độ Blend Mode là Free, nghĩa là tôi sẽ cắt tủy. Rồi tôi sẽ cắt tủy cho bạn xem cái lệnh này nè. Bạn để sử dụng cái lệnh này rất đơn giản. Thì bạn chỉ việc click vào điểm. Sau đó bạn tay trái tôi vẫn còn giữ cái chuột trái ha, tôi rê. Tôi rê hướng nào thì nó sẽ cắt được theo cái đường đó. Hiện tại do tôi đang sử dụng cái lệnh phía trước, nó chỉnh ba đường lưới rồi, tôi Ctrl Z vào đi. Tôi cho mặc định phần mềm lại. Rồi mặc định như thế này, tôi làm lại ha. Click vào điểm bất kỳ, điểm thứ hai là tôi sẽ click điểm thứ hai, click chuột trái. Bạn click ở đây cũng được, còn click ở đâu cũng được, chân thì tự động nó sẽ cắt xuyên qua đối tượng chúng ta ha. Nó có định hướng theo cái đối tượng đó rồi. Sau đó bạn buông chuột trái ra, thấy chưa? Tôi làm thêm lần nữa ha. Click một điểm bất kỳ. Rồi, sau đó tôi rê như thế này. Thấy chưa? Rê lên xuống tạo ra một cái đường cắt như thế này. Đó, đó là trường hợp chúng ta cắt tự do. Làm ta để chế độ Blend Mode là Free ha, nhưng mà thông thường ta ít sử dụng chế độ này lắm. Nếu sử dụng chế độ này thì thà chúng ta sử dụng cái Line Cut ở trên thì nó cắt tùy ý hơn ha. Rồi thì đối với cái lệnh Line Cut này, chúng ta thường hãy sử dụng việc cái đối với việc chúng ta sẽ cắt cái mặt. Cắt mặt là sao thì bạn sẽ thấy trong cái Blend Mode này nè, nó sẽ có cái ba chế độ. Local này sử dụng theo cái trục hệ trục tọa độ địa phương, nghĩa là hệ trục tọa độ của đối tượng á. Còn Quốc này sử dụng hệ trục tọa độ thế giới là đây ha, XYZ. Còn hai là sử dụng hệ trục tọa độ của camera. Thì camera thì khi nào chúng ta học tới camera chúng ta mới biết camera là gì ha. Rồi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái local, cái quạt như cái local thôi. Nếu như mà hai hệ trục tọa độ nó trùng nhau. Rồi thì cái local là cái hệ trục tọa độ của cái offset chúng ta. Thì tôi chọn đây. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ cắt theo cái hệ trục tọa độ. Thật ra là nó cắt theo cái mặt phẳng á. Khi bạn click đây thì cái dòng này nó sẽ sáng lên là plane nè. Ha, nó sẽ cắt ra tổng cộng theo ba cái mặt phẳng. Thì tôi sẽ chọn cái mặt phẳng đầu tiên cho bạn xem nè. Mặt phẳng XY ha, đây. Khi tôi vừa chọn á thì bạn sẽ thấy là tôi rê chuột bên tay trái thì bạn sẽ thấy nó sẽ cắt nè. Tôi click thôi. Tôi rê thôi chứ tôi chưa có click gì chưa ha. Bạn thấy nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đường, một cái hình vuông màu trắng như thế này, thấy chưa? Theo cái mặt phẳng nó cắt lại mặt phẳng XY nè. Nhìn kỹ ha, theo mặt phẳng XY nè ha. Đó. Thì bạn muốn biết mặt phẳng gì bạn nhìn trên cái hệ trục độ thế giới nè, XY nè. Thấy chưa? Nói hai cái này lại thành mặt phẳng XY. Rồi. Thấy chưa? Vậy thì khi lúc này là bạn muốn tạo cắt tại vị trí nào thì bạn click chuột trái gì đó thì nó cắt thôi. Thấy chưa? Tôi click ba lần thì tạo ra ba đường cắt lưới trên màn hình đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi tôi Ctrl Z quay lại. Thì đó là cái trường hợp đơn giản, thứ nhất là bạn sẽ cắt theo mặt phẳng XY. Thì bạn muốn cắt theo mặt phẳng nào thì bạn sẽ chọn ở đây ha. Ba mặt phẳng là YZ nè. Đây. Thấy chưa? YZ đây. Rồi, tôi chọn theo mặt phẳng YZ cho bạn xem nè. YZ là từ dưới lên. Thấy chưa? Nó theo cái mặt phẳng đây nè, YZ. Nói giữa hai cái trục nha là ra mặt phẳng ha. Rồi, đó là trường hợp mà đơn giản nhất là chúng ta chỉ cắt một đường thôi. Các bạn muốn chỉnh bắt cắt ba đường đó, thì bạn chỉnh trong cái phần mà number of cut này, số lượng đường cắt đây. Ha, bạn chỉnh đây, giả sử tôi chọn ba đường hay là bốn đường, năm đường đó thì các bạn tôi chọn ba đường ha. Đó. Thì tương tự vậy bạn sẽ thấy nè, thấy chưa? Nhìn trên màn hình nó sẽ ra ba đường cắt. Thấy chưa? Và chỉ click một cái là ra ba đường cắt. Rồi, ở trong đây chúng ta còn tùy chỉnh thêm cái phần mà spacing nè, nghĩa là khoảng cách giữa các đường cắt ha. Bạn cho các đường cắt đó nó khoảng cách giữa ba đường đó nó gần lại nhau thì giảm xuống đây. Thấy chưa?
À, xin lỗi, nó bằng 0 là nó mặc định. Tôi đang để số âm. Đây, bằng 0 là nó sẽ mặc định, nó sẽ trùng nhau. Còn nếu bạn cho nó khoảng cách xa ra thì bạn tăng cái số dương lên. Thấy chưa? Bạn kéo cho nó tăng cái số dương này lên, tăng lên ha. Tăng lên thì nó sẽ xa ra giữa khoảng cách giữa ba đường. Rất là đơn giản. Còn cái offset này là cái khoảng cách từ đỉnh thôi, nghĩa là khoảng cách từ cái đỉnh này nè, nó xa lên bao nhiêu thì tôi khuyên bạn nên để, cứ để không đi ha. Khoảng cách bạn để không đi, sau đó bạn sẽ tùy chỉnh cái khoảng cách dựa theo cái chuột chúng ta thì nó hay hơn ha. Còn cái offset này là cái khoảng cách mà bạn so với cái đường lưỡi đầu tiên với cái đỉnh này nè ha, thì bạn chỉnh ở đây, mặc định nó để không thì bạn nên để không thôi. Rồi tiếp theo thì đây hiện tại đang ba đường, là một lít chuột trái một cái thì nó sẽ cắt ba đường như thế này, thấy chưa, cắt xuyên suốt cái đối tượng ra luôn á, một cái ngang qua tất cả luôn á ha. Ctrl Z quay lại. Rồi thì đối với cái lệnh này, còn những cái nhóm còn lại thì hoàn toàn tương tự như cái lệnh like cut tôi đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Reject to selection nghĩa là cắt theo cái mặt phẳng ta đang chọn. Rồi này, những cái này hoàn toàn tương tự như những cái tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, những cái này tương tự thôi. Angle constraint nghĩa là cắt theo đường thẳng hoặc là theo cái góc chúng ta nhập ở đây, tương tự như lệnh like cut ha. Rồi reach time cut nghĩa là sẽ áp dụng theo cái thời gian thực, khi bạn thao tác sau thì nó sẽ update luôn, update tức thì luôn ha. Rồi cái lệnh like cut này chỉ vậy thôi, nghĩa là vận dụng vô cái việc mà chúng ta sẽ cắt theo mặt phẳng và cắt theo mấy đường như thế này ha. Mặt phẳng thì chúng ta sẽ có ba mặt phẳng, x hay là z gì đó, sẽ có ba mặt phẳng. Hoặc là bạn hay cắt tự do, nhưng mà cắt tự do thì chúng ta nên sử dụng cái lệnh like cut này thì hay hơn. Và cái phím tắt của lệnh này là KC ha. Rồi video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tới cái lệnh cắt cuối cùng trong cái nhóm cắt này là look cut. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau ha.